500 meters. At the roundabout, take the second exit. Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lợi Minh. Lợi Minh đang đi con chuyện, chợt nhớ có một cái đề tài cũng khá hay, cho nên like để không hồi quên mất cái đề tài. Thì cái đề tài của Lợi Minh muốn chia sẻ là Lợi Minh về mấy từ hôm đầu năm đến nay, thì theo mình thấy thì ở Việt Nam bà con nông dân đang làm lúa đó, anh chị các bạn. Bà con làm lúa, họ năm nay họ trúng mùa. Những người làm lúa năm nay họ trúng mùa mà được giá nữa. Ở đây là vào cái vụ đông xuân. Hồi nãy giờ mình đi ngang những cánh đồng lúa vàng bát ngát, những cái chiếc xe máy cày đập lúa thu hoạch cho vụ đông xuân, thì năm nay mình thấy bà con nông dân, những người làm lúa năm nay trúng đậm. Thì đây là một cái điều rất là đáng mừng. Mình thấy điều đó rất là đáng mừng cho quê hương, tại vì cái mùa Covid này cũng có một số các ngành nghề nó cũng bị ảnh hưởng, nhưng mà về bên mặt vụ lúa đông xuân năm nay, những người làm lúa năm nay họ khá, nhờ cái xuất khẩu Việt Nam năm nay rất là lớn. Những cái quốc gia ở Đông Nam Á đó, chị các bạn, họ ăn gạo cũng nhiều, họ sử dụng gạo rất nhiều. Trong cái mùa Covid này họ cũng phải dự trữ gạo, cho nên họ mua rồi lúa gạo Việt Nam giá nào họ cũng mua. Bởi vì trong cái khó nó cũng có những cái hay của nó. Thì về dưới quê hương mới hổm rày mình đi, mình thấy bên về dưới quê đó, ở những thị trấn miền Tây như Gò Công đồ cũng vậy. Hồi nãy mình đi ở khu vực miền Tây Cần Thơ đồ, mình thấy người ta gặt lúa chín vàng rất là vui. Các bạn thấy khi mà cái nền kinh tế nó vững vàng, nó tạo ra những cái tầng lớp mà nông dân họ sản xuất và họ canh tác nó hiệu quả, và họ đạt được những cái lợi nhuận. Nhất là ở Việt Nam mình, anh chị các bạn, những người làm nông họ được ưu đãi rất là lớn. Tôi thấy những cái người làm nông ở Việt Nam được chính phủ ưu đãi cực kỳ lớn. Họ làm đất đai đó, cứ trồng trọt chăn nuôi rồi mua bán, rồi lời thì ăn, gặp thời thì khá lên. Nhất là khi mà đất đai mà phát triển, các bạn biết những cái miếng đất của họ trở thành những miếng đất vàng. Cho nên cũng rất nhiều bà con nông dân bây giờ họ đổi đời rất là nhiều về ngành nông nghiệp Việt Nam. Tại Việt Nam mình hiện nay mình vẫn nắm nông nghiệp là chính. Công nghiệp của mình chỉ còn mình chỉ mới bắt đầu thôi, mà bên ngành nông nghiệp bây giờ làm cũng không vất vả như ngày xưa lắm. Các bạn thấy làm ruộng giờ cái gì cũng máy móc. Ngày xưa trâu bò nó phải cày xới, nó phải đi theo con người để làm, cho nên người nông dân rất là vất vả. Cái gì họ cũng làm tay hết, nhất là bên lúa nước. Còn bây giờ thì máy móc gặt hái đồ cũng vậy, ngay cả cày cấy cũng vậy. Họ cấy bây giờ cấy cũng bằng máy, cày đất cũng bằng máy, nó không có mất công như ngày xưa. Thì tôi thấy là cái mùa vụ đông xuân năm nay bà con nông dân Việt Nam mình khấm khá, bởi vì không ai biết được, làm nông nghiệp mà nó không giàu lắm, nhưng mà nó gặp thời thì cũng phất cờ, còn không thì cứ tàn tàn thôi, cây nhà lá vườn, ngó lên thì không bằng ai, ngó xuống cũng không thua ai, mà cứ ngó ngang ngang là sống được rồi. Nói chung Việt Nam là vậy, chứ không phải giống như mấy cái đám mà xuyên tạc chống phá đất nước. Tụi nó xuyên tạc ghê gớm lắm anh chị các bạn. Mấy cái đám mà xuyên tạc chống phá đất nước nó thủ đoạn, tôi nói anh chị các bạn biết. Nãy có một vài anh em nói chuyện là ô anh Lợi Minh đấu tranh với tụi nó không có mở mang kiến thức, trí óc, não, không có đem cho nó, không có làm cho nó giác ngộ con người. Chàng ơi, tôi nói chị các bạn, anh em chúng ta lên trên này mình góp tiếng nói để là mình chống lại tụi nó thôi.
Còn nếu mà nói mà cái đám chống cộng xuyên tạc phá hoại đất nước mà đem để mà nói để đặng mà cho nó giác ngộ quá, tụi nó quên đi. Chàng ơi, mấy chục năm nay tôi sống ở bên Mỹ, tôi biết tụi nó khốn nạn lắm. Nó con người của tụi nó chỉ muốn biết làm sao mà phá hoại cái quê hương đất nước này. Chuyện có nó nói không, chuyện không nó nói có, một thì nó xé ra 10, nó xé ra to. Mấy cái đài mà BBC, Tiếng Việt đồ, qua đồ, RFA đồ, mấy cái đám mà kênh của mấy cái đám chống cộng hải ngoại đồ, như là cái đám Tân Thái, thằng Lý Sào Phạm đồ, các bạn thấy. Chàng ơi, như cái tụi dịch tân mà tôi nói chị các bạn, tụi nó mà dám mở rồi để tôi vào tôi tranh luận tụi nó là cái diễn đàn của nó sập trong vòng vài ngày. Tôi bô mới có một bữa tôi đưa ra những cái phản biện là nó nóc tới ao liền, tại vì mình đưa ra những cái bằng chứng sự thật nó rất là sợ. Còn tụi nó là những thành phần nó ô hợp mà nó đám dòi bọ, nó xuyên tạc và nó muốn phải giật sập cái chế độ này và đất nước phải chiến tranh. Nó chỉ muốn vậy thôi và nó tìm cách nó xuyên tạc. Những cái thành phần này tôi nói chỉ các bạn biết, mình nói với nó như nước đổ lá môn thôi, thì mình chỉ chia sẻ làm sao mình đưa ra những cái phản biện để phản biện lại nó, để không để những người khác họ không có đi vào cái bánh xe đổ, chỉ có vậy thôi. Chứ mà còn mà bảo rằng là làm cho nó giác ngộ, là mở mang cái đầu óc nó thì quên đi. Tôi nói chỉ các bạn chưa bao giờ chủ trương nó. Tôi mà tranh luận thì đó là tôi chơi tới bến luôn. Tôi không, các bạn mà không tin tôi, các bạn lấy cái nick mà vào trong, các bạn tải về Pao Talk à. Các bạn lấy cái nick vô đó mà hỏi Lợi, Bảo Lợi nè, Việt Nam quê hương nước tôi, những cái nick đó, Lý Tự Trọng nè. Tôi là lâu lâu mà tôi bỏ thời gian mà tôi vô á, nó thấy tôi là chàng ơi, giống như là cọp với lại chó mèo mà đánh nhau vậy đó. Nó ghê lắm. Tụi nó nói chung là những cái thành phần nó đã bỏ quê hương đất nước ra đi rồi, thì bây giờ nó qua xứ người ta nó cũng làm lao nô thôi. Các bạn thấy đó, lao nô rồi bây giờ nó bức xúc, nó thấy quê hương cái thể chế hiện nay người ta làm được cho đất nước mà ngày xưa cha cho anh nó làm không được, thì các bạn nghĩ đi, nó tiếc thì nó tìm cách nó phá rồi. Thành ra ngày nào còn cái đám giặt cỏ này thì anh em chúng ta cứ góp tiếng nói để mình đẩy lùi tụi nó ra phía sau vậy thôi. Chứ còn mà lên trên này mà đấu tranh để đặng mà đem tụi nó về chính nghĩa quên đi. Tại vì nó cái gốc của nó đã bứng đi hết rồi. Tôi nói anh chị các bạn, gốc của nó bứng đi hết rồi. Bây giờ nó chỉ ngọt trỏ mỏ Việt Nam, nó kiếm cách nó phá hoại thôi. Nó đâu còn người thân nhân gì đâu. Nếu mà nó còn người thân nhân, người ta sống ở trong nước, người ta cũng nhìn thấy cái sự thật các bạn không? Còn cái lũ mà xuyên tạc chống phá đất nước, nó cũng tìm cách nó về, nó len lỏi tôi đi về Việt Nam. Tôi nói chị ngọ, tại tôi đi, tôi có cái cơ hội tôi đi qua lại thường xuyên lắm. Nhiều khi tôi thấy tụi nó cũng len lỏi vào, nó về tới Việt Nam thì nó gặp hải quan Việt Nam á, là nó mặt mày nào nấy tét mét hết trơn à. Tại vì nó có tịch, nó nhúc nhích mà. Tôi đứng đằng sau đó làm mắc cười lắm. Tới Đài Loan cũng vậy, nên nó làm cái giọng mắc cười lắm. Là lúc đó nó chuẩn bị rồi, nó làm tùm lum tà la. Vô người ta chỉ hỏi nó, anh đi về Việt Nam chơi hả? Rồi bắt đầu nó lính quýnh lên rồi. Là nó có tịch, nó nhúc nhích rồi, tôi đứng nó mắc cười lắm. Rồi nhiều khi nó lấy tiền ra, nó cho người ta. Rồi bắt đầu nó quay ra lên mạng nó chửi. Các bạn thấy, tại nó có tịch, nó nhúc nhích mà. Nó xách đồ về Việt Nam nhiều, hành lý đồ, rồi những cái đồ mà không cho phép mà nó vượt quá, rồi hay gì phải đóng thuế. Thì bây giờ nó quay qua nó đút lót, thì các bạn thấy bắt đầu nó lên mạng, nó tìm cách nó thâu lại, bắt đầu lên mạng nó xuyên tạc. Tụi nó như vậy á. Tôi nói gì các bạn, tôi đi tại vì tôi sống tụi nó gần bên tụi nó. Có nhiều người nói ô Lợi Minh lên đây, ô mấy cái thằng đó làm được cái gì, cái vấn đề nó làm được cái gì cái cha nó, nhưng mà nó xuyên tạc, nó chống phá, thì mình góp nhau một tiếng nói, mình lên trên này để mình chia sẻ thôi. Tôi chưa bao giờ tôi nghĩ là mà mở mang kiến thức mấy cái thứ mà đầu óc cái đám đó là nó gọi là óc, nó không phải là óc người nữa.
Tại vì con người của nó, các bạn thấy quê hương đất nước đổi mình đổi mới phát triển, mà trong khi đó nó xuyên tạc đủ kiểu đủ cách. Thành ra ở trên không gian mạng này là cái mặt trận không có tiếng súng, nhưng mà các bạn biết nó rất là ác liệt, chiến đấu rất là ác liệt. Tôi nói chuyện các bạn, trên cái không gian mạng thao thoát mà tôi tham gia mấy chục năm đó, các bạn có tin không, có rất một số người mà vì cái mạng đó mà lên mà bị đánh tâm lý mà họ treo cổ chết đó. Các bạn đánh thao thoát suicide chứ không phải là vừa đâu, nó ghê gớm đến độ như vậy. Cái Facebook này không biết bao nhiêu người ngã gục trên xa trường. Nó là một cái mặt trận tâm lý chiến, các bạn biết nó dữ dằn lắm. Nhiều khi mình nói ô cái chuyện này có người này người kia lo ơi đâu, lại mình nhọc nhằn, yên đẹp phải nhọc nhằn, mình yêu quê hương đất nước của mình cần phải góp cái tiếng nói, mình phải góp cái tiếng nói để đặng mình đẩy lùi những cái tiêu cực, chứ đừng có để tới lúc rồi mất bò mình mới làm chuồng. Tại vì đây là một cái cuộc chiến lâu dài và bền bỉ. Tôi nói anh chị các bạn, đó là lý do tại sao ngày xưa mà cha anh mình thống nhất được đất nước. Các bạn thấy địa đạo Củ Chi không? Một cuộc chiến bền bỉ, lâu dài, kiên nhẫn, cho đến khi nào cái đám giặc cỏ này nó không còn nữa. Những cái đời của nó từ từ nó chết dần, chết mòn, chết hết đó. May là ông trời ông cũng thương cho Việt Nam. Cái vấn đề mà vừa rồi chính trị Mỹ nó khủng hoảng, kinh tế Mỹ nó gặp khó khăn, và cơn đại dịch Covid nữa, nó quýnh một hơi vô nước Mỹ. Các bạn thấy mấy hôm nay đó mà hàng Mỹ nó đi gây chiến rồi đó. Để dân Mỹ sẽ khổ, sẽ còn khổ dài dài. Các bạn tin tôi đi, nước Mỹ trong tương lai nó chỉ là nợ nần những cái thế hệ sau phải nai lưng ra làm. Còn mấy hàng tài phiệt nó buôn bán vũ khí. Các bạn thấy ông Biden mấy hôm nay đó đang đánh, mấy hôm nay đánh ở bên Syria để đặng mà dằn mặt Iran với lại Nga Xô. Các bạn thấy không, ghê gớm. Nó mới lên có mấy tháng, khủng hoảng kinh tế thì không lo, dân thì gặp khó khăn, Covid thì chết hơn nửa triệu người, bệnh hoạn thuốc men, dân thì vất vả trăm bề, mạng sống thì mạnh ai nấy lo. Trong khi đó các bạn đang có một thể chế mà nhiều người cứ ngồi nói là độc đảng, độc đảng. Độc đảng đâu có gì sai, chừng nào độc tài thì mới sai, độc đảng nó có gì sai đâu. Bởi vì cái thành phần mà lên mạng, nhiều khi các bạn nghe cái đám kia nó tuyên truyền, nó mị dân cái đề độc đảng là không đúng nữa. Mèn ơi, đảng của Mỹ nó chỉ là trò chơi của tụi tài phiệt thôi. Nếu mà nói về đa đảng, chèn đất ơi, như hàng Singapore, ông Lý Quang Diệu cầm quyền mấy chục năm trời tới chết luôn, rồi con lên thế thì đa đảng, một cái đa đảng vậy làm cái gì? Các bạn thấy một đa đảng gì, một người cầm quyền suốt nó mị dân, nó xảo trá. Bởi vì mấy cái đám mà xuyên tạc chống phá đất nước ở trên đất Mỹ này, tôi nói chị các bạn, tôi chấp hết tụi nó. Tôi nói thật á, tôi kiêu hãnh đến độ mỗi lần mà nó thấy tôi mà phản biện, nó lấy nít khác nó giả vô nó chửi, tôi chửi tơi bời quá. Nó inbox nó chửi, nó đuổi về Việt Nam suốt. Ở bên Mỹ thì lúc trước tại vì nó tưởng là tôi là thằng dễ ăn hiếp, dễ ăn lắm, cho nên nó gì tới nhà nó mò, nó gượt. Tại vì khi mà nó đụng vô pháp luật thì nó lại khác các bạn đó. Mấy cái thành phần đó nó côn đồ lắm, tụi nó giống như là một cái băng đảng mafia mọi người. Trong khi đó thế giới con người ta đang sống văn minh, người ta đi tìm, người ta đi đến quốc gia này đến quốc gia nọ, người ta đi tìm cuộc sống mới để đặng mà họ hấp thụ những cái tinh hoa, những cái khoa học kỹ thuật cao, những cái gì hay nhất mà họ có thể áp dụng vào cuộc sống của họ và cho những con cháu họ, và có những người họ yêu quê hương đất nước họ, họ trở về họ phục vụ đất nước họ. Các bạn thấy người Do Thái đó, họ đi khắp thế giới khi mà đất nước họ cần, họ tề tụ, họ quay về. Người Trung Quốc cũng vậy, nhưng mà chỉ có cái đám mọi gợ chống cộng ở hải ngoại, các bạn biết nó khốn kiếp. Chiến tranh đã lùi ra rồi, cha anh của nó ngày xưa cũng đâu phải là hiền đâu, nó bắt được người cách mạng, các bạn biết nó mổ bụng. Hồi đó tôi gặp cái ông này, ông tên là Mười Lộc, tôi gặp nó, hỏi ông sao hồi đó chú khỉ sao nhỉ? Mà chú làm vậy, ông chết rồi. Ông nói là đó ông không biết nữa.
sao mày làm thì sao này, ông về ông xin lỗi người ta mà người ta cũng bỏ qua cho ông. Các bạn biết môi gan móc ruột người ta ông ăn 10 lọc. Ông tên là ông Quỳnh Tấn Lộc, làm bên cảnh sát ghê chứ đâu quả là hiền gì đâu. Nó đem ra những cái câu chuyện chiến tranh rồi nó kích động những cái những đứa trẻ mà họ nó không hiểu về lịch sử. Các bạn biết nó gây ra những cái giới trẻ sau này có những đứa mà lâu trôi lóc nhóc. Nhưng các bạn thấy có cái thằng gì đó, cái thằng gì mà hổm tôi chia sẻ hai cái thằng tôi quên tên mất rồi. Thằng Bubi giờ, thằng Trần Bubi, Bubi rồi thằng gì nữa quên rồi. Thằng ông dịch gì nữa, các bạn thấy không? Nó bị mấy cái tụi Việt Tân á nó đầu độc. Nó đầu độc mấy đứa đó và nó xuyên tạc chủ nghĩa cộng sản là cái gì đó ghê gớm lắm. Và người cách mạng của mình làm cái gì đó ghê gớm, nhưng mà nó xuyên tạc ghê lắm các bạn ơi. Tôi thấy nó trên mạng nó xuyên tạc, tôi nói tôi còn dựng tóc gái lên. Tự nó tự sướng nha, như cái ông mà mấy cái tai mà như là Đỗ Thông Minh được, các bạn biết chèn ơi, nó ca ngợi cái chế độ mà thối nát của nó, cái gì nó cũng là số một hết. Các bạn thấy tới nỗi mà Kissinger chửi cái đám, tôi nói hơi quá đáng đụng chạm nhiều người kết bạn. Tôi nói bây giờ mấy ông của chế độ cũ hay gì đó hay là giải Việt kiều đừng có kết bạn với tôi mất lòng đó. Tôi là tôi quốc tế bến à. Các bạn thấy như ông Kissinger ông chửi những cái thành phần chế độ cũ, tôi nói các bạn xem cuốn hồi ký của ông Kissinger nó nhục nhã, nó nhục như con cánh nục mà tụi nó lúc nào cũng lên mạng chàng ơi, nó đem lá cờ vàng của nó đội lên rồi nó quên đi mấy câu, quên đi. Thế giới này người ta chỉ biết có cờ đỏ sao vàng thôi. Các bạn thấy bởi vì nhiều khi ở trên này nó là cái mặt trận không tiếng súng, nó là cái mặt trận đấu tranh miệt mài, một cái mặt trận cần phải mỗi người có chung tay. Chứ mình đừng nói ồ Việt Nam có cơ quan an ninh, có lực lượng 47, có này kia, mỗi người có một cái trách nhiệm. Đâu phải vấn đề mà tôi nói chị các bạn, ở trên này ngay cả những người mà cán bộ đâu phải cập lên Facebook rồi mở nick lấy tên lấy nick rồi ra là muốn nói gì nói đâu. Người ta có cái hệ thống hàng ngang hàng dọc nó rõ ràng đâu có đó. Bởi vì mình là những người dân, đất nước mình có tự do ngôn luận, cho nên mình nói chuyện vô tư. Nói chơi đấu với mấy cái tụi chống cộng là mình chơi tới bến. Còn những người mà cán bộ người ta làm việc, người ta phải có hệ thống hàng ngang hàng dọc, nói cái gì cũng phải dè chừng, cũng phải có cái độ của nó, chứ đâu phải lên mạng lập ra ban ngành rồi nói tầm bậy tầm bạ, nói theo cái kiểu người dân mình như tôi anh chị các bạn nói đâu. Thành ra tiếng nói của chúng ta, anh em chúng ta là những người dân, nó rất là thực tế và thực dụng và hữu dụng để mình đánh bại cái đám xuyên tạc chống phá đất nước. Chứ đừng nghĩ ô Lợi Minh nhọc nhằn chi cho khổ, thôi cứ lo sống chàng ơi. Nói vậy mình là một người dân, mình yêu nước đuôi hơn đất nước của mình uống nước phải nhớ nguồn, mình phải biết biết bao nhiêu người đã hy sinh, đã nằm xuống. Các bạn thấy những người như anh Chổi, các bạn nhìn lại câu chuyện của anh Chổi và bà Trần Thị Lý, những câu chuyện những người chiến sĩ họ hy sinh, họ đổ máu ra. Bây giờ mình cứ ngỡ nhọc nhằn chi, các bạn thấy rồi. Như là rất là nhiều những người cách mạng họ vì tổ quốc thân yêu, họ bỏ cả một tuổi đời thanh xuân của họ để cho chúng ta có một đất nước Việt Nam ngày hôm nay. Mà mình cứ lên mạng, mình cứ ngồi đó, cái nào mà tốt ôi thôi thì phái, cái nào mà xấu một chút lúc đầu là là phàn nàn. Các bạn thấy không? Mình phải có một cái dũng khí anh chị các bạn. Mặt trận không gian mạng này nó ghê gớm lắm chứ đừng có coi thường nhá. Tôi nói chỉ còn bởi vì tôi chia sẻ làm sao tôi mong làm sao những người khác họ nghe được những cái gì mà tôi cố gắng tôi trình bày. Đừng có giỡn, các bạn đừng có nghĩ rằng cái mặt trận không dân mạng này là nó đơn giản đâu. Chàng ơi, các bạn biết thằng Facebook này nó đã làm mưa làm gió
trên các mặt trận chính trị và những cái sự biến động trên thế giới trong những năm tháng vừa qua rất là khủng khiếp. Không biết bao nhiêu quốc gia và những người chết đổ máu vì thằng Facebook này, chứ không phải giỡn đâu. Nó rất là tài phiệt. Thằng Facebook này hiện nay nó nắm một cái số tiền rất là khổng lồ. Nó đưa cái truyền thông của nó vào trong một cái quốc gia nào đó và nó sẽ làm cho người ta nghiện, bắt đầu nó dùng đó, nó quảng cáo, nó thu nạp được tiền. Các bạn biết mấy tuần rồi tôi coi tin tức, tôi theo dõi, tôi ngồi bên Việt Nam chứ tôi cũng theo dõi tin tức bên Mỹ này nọ. Thằng Facebook với lại thằng chính quyền Ý, nước Ý đó, Italy á, nó kình nhau. Tại vì thằng Facebook này nó mạnh quá, nó thao túng được thị trường kinh tế của thằng Italy, nó nắm mạnh quá. Thằng chính phủ Italy đòi hỏi nó phải chia lại bớt những cái thông tin truyền thông mà nó nắm giữ của dân sự Italy. Tại vì mấy cái cơ sở kinh tế làm ăn của thằng Facebook, anh chị các bạn biết, nó bị lệ thuộc. Thằng nó quảng cáo, nó làm ăn rồi nó dùng Facebook không à. Khi thằng Facebook mà thằng Mỹ mà nó là con dao hai lưỡi mà, các bạn biết, nó nắm được rồi, bắt đầu nó xây. Vừa rồi chính phủ hai bên kình nhau, cuối cùng thằng chính phủ quyền Italy cũng phải ngồi xuống thương lượng lại với nó để đặng mà cho cái thị trường kinh tế nó hoạt động lại bình thường. Ghê lắm chứ không có giỡn đâu. Trời ơi, các bạn mà theo dõi tin tức mà cập nhật những truyền thông thế giới, các bạn mà hiểu được tiếng Anh, các bạn thấy những cái tụ tài phiệt của Mỹ nó ghê gớm lắm. Các bạn thấy cuộc khủng hoảng ở bên Pháp suốt cả năm trời, biết bao nhiêu người chết và tan quan cũng do thằng Facebook. Và những cái cuộc cách mạng ở bên cách mạng Mao, ngay cả ở bên Trung Đông cũng vậy. Ghê lắm. Thành ra Việt Nam cần phải cẩn trọng, cần phải phát huy. Tôi thấy cái Zalo Việt Nam ngày càng lúc rất là tốt, tạo điều kiện cho người dân Việt Nam trong nước họ sử dụng Zalo và họ mua bán trên Zalo. Tại vì Zalo đó là của Việt Nam mình, rất là chuẩn, hiện nay mình xài rất là tốt. Cần có những cái trang website để đặng mình đứng ra mình mua bán, và chính phủ cần nên tạo điều kiện nhiều hơn cho những cái xí nghiệp, những cái người mà họ mua bán trên mạng á, sử dụng Zalo và những cái trang mạng mà của Việt Nam lập ra để mua bán rất là tốt. Còn mà mình một khi mà Việt Nam mà bị thằng Facebook nó lệ thuộc nó về vấn đề mà quảng cáo thông tin truyền thông á, việc người Việt mà sử dụng nó chứ trong mua bán rồi nó thu được cái lợi nhuận mà các bạn biết, nó thu được cái lợi nhuận nó khổng lồ, nó nắm được cái thị trường rồi bắt đầu nó quay, nó có thể điều khiển. Các bạn thấy không, ngay cả vừa rồi nó điều khiển cả một hệ thống chính trị ở bên Mỹ để rằng mà nó hè nhau, nó lật đổ ông Trump, nó đâu cũng cho ông nói đâu. Các bạn thấy nó bịt miệng không lại, tại vì nó nắm tài phản, nó nắm cái server mà. Đó là lý do tại sao chỉ có Trung Quốc là nó khôn nhất. Các bạn thấy, tại vì nó có một cái số dân quá đông, với cái nguồn nhân lực lao động nó quá lớn mà thằng Facebook vào không nổi, thằng Trung Quốc không cho nó vào. Thằng Facebook không cho nó vào, các bạn nói cấm không cho nó vào. Thằng Google vào được mà phải bị thằng chính quyền Trung Quốc kiềm chế. Các bạn thấy không? Chứ không là nó phá nát cái thằng Trung Quốc từ lâu rồi. Ghê lắm chứ không phải giỡn đâu. Bắt đầu nó thả con tép, nó bắt con tôm. Ngày xưa ông Lý Quang Diệu, ông cũng biết cái trò chơi của thằng Mỹ. Ngay cả các bạn biết ngày xưa ông Lý Quang Diệu á, lúc mà ông còn cầm quyền á, lúc đó là những cái game á, những cái máy game á, máy chơi game á, ui thôi thằng Mỹ nó đem vô. Ông Lý Quang Diệu đâu cho. Ông nói mày đem vô vậy mày đầu độc dân tao, mày làm cho đất nước tao rối loạn. Ông nói nó cho phi, nó cho không lấy tiền luôn. Các bạn biết ông cho. Ông biết cái đó là nó rất là tai hại. Nó đầu độc những đứa trẻ, nó sẽ lôi cuốn những đứa trẻ vào trong trị lạc, vào trong cuộc sống bê tha chơi game. Bàn tay sắt của ông Lý Quang Diệu đó, có những cái mà tụi Mỹ nó đem vô. No, thằng Trung Quốc nó tại vì cái đất nước nó lớn, nó có cái ngành, cái về sản xuất của nó gia công lớn đó, thành ra nhiều quốc gia cũng bị lệ thuộc vào sản xuất của nó, cho nên nó nắm được cái thế đó và nó không cho thằng Facebook vào. Ngay cả thằng YouTube ở bên Mỹ, bên Trung Quốc đâu có đâu, các bạn thấy đâu có.
Còn Trung Quốc nó có cái phần mềm của nó, cái shop, cái hệ thống của nó riêng là Weibo gì đó, Weibo. Rồi bây giờ làm sao để nó có thằng TikTok. Thằng TikTok các bạn thấy nó mạnh đó. Vừa rồi nó ông Trump không thấy thằng này nó cũng mạnh quá. Đây nó sẽ bật ngược lại bên thằng Mỹ, nên ông Trump ông mới bút nó. Rồi bây giờ nó thả lỏng rồi, chính quyền mới lên nó thả lỏng lại. Chàng ơi, các bạn biết mấy thằng nước lớn nó ở ngoài nhiều khi mình thấy nó quăng cho ít bơ thừa ăn mê muội phái chí. Tôi nói chị, tôi không bao giờ, cái tánh của tôi chưa bao giờ cúi cúi đầu phục với lại thằng Mỹ hay bất cứ thằng nào ngoại bang nào, chứ dù sống ở đất nước của nó chửi tôi chửi nó đục tôi đục tôi cũng dữ lắm các bạn biết, tại vì ngồi đó tôi mà chửi lộn với mấy thằng Mỹ cũng vui lắm, nó cũng lắc đầu luôn, nó nói xiên nói xéo, tôi cũng nói xiên nói xéo lại nó, tôi không có sợ nó, ngộ vậy đó. Cho nên mày ơi, mình sống không bao không mình không có cuồng nào, cho mình chỉ yêu cái quê hương của mình thôi, mình chỉ sống làm sao mình chia sẻ những cái gì nó hay nó đúng, đừng để những thành phần xuyên tạc chống phá đất nước, nó đẩy cái quê, nó đẩy những người khác vào trong cái hố sâu vực thẳm của nó. Các bạn cứ nhìn đi, có những người nào mà theo cái đám mà xuyên tạc chống phá đất nước, có đứa nào mà ra hồn vía đâu, từ những cái đám dân chủ cựu trong nước bước sang Mỹ giờ thằng nào nấy còn thua con chó. Tôi cứ nói cái câu đó hoài, tội cho tụi nó thiệt chứ, tôi nói thiệt á, nó dã man nó vậy. Thôi thì mình like tới đây mình xin ngừng, xin chào quý bạn chị các bạn nha, mình có cái đề tài nào hay mình sẽ like tiếp để chia sẻ, mình cùng nhau học hỏi để khám phá ra những cái hay và chung tay góp phần bảo vệ sự bình yên của đất nước này. Xin chào anh chị các bạn trong diễn đàn. Bye bye, bye bye, bye bye.